Hi, chào tất cả mọi người và welcome mọi người quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay tiếp nối cái chủ đề hot trend về bà Phương Hằng thì mình sẽ mô tả lại kỹ hơn lá số của bà Phương Hằng cũng như là vận số của bà Phương Hằng sẽ gặp từ năm 2022 trở đi và sẽ kèm thêm một cái lá số nữa mà một lá số của một nghệ sĩ mà cũng đã bị bà Phương Hằng lôi ra ngay từ đầu, đó là nghệ sĩ Hoài Linh. Và thông qua cái chuyện là so sánh hai lá số thì chúng ta có rất là nhiều điều thú vị ở đây với hai lá số này. Và các bạn hãy cùng mình nghiên cứu lá số nhé. Đầu tiên thì mình lại quay trở lại với lá số của bà Phương Hằng và mình mô tả lại một chút nhé. Nhân nguyên của bà Phương Hằng chính là Tân Kim. À, rồi. Mình phải giới thiệu lại, đó là mình là chuyên gia xem lá số bát tự. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là lá số bát tự của bà Hằng nha. Và lá số của bà Hằng thì nhật nguyên của bà Hằng chính là Tân Kim. Tân Kim là gì? Tân Kim là một viên ngọc, là một khối vàng. Và khi mà viên ngọc này, khối vàng này mà được sáng, được rèn rèn đúc, được được tẩy rửa sáng rực rỡ lên mà để ở giữa cửa hàng thì bạn biết đấy, rất là quý như thế nào đúng không? Lẽ đó mà bà Hằng là một người rất là chỉn chu trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bà rất là như thế nào nhỉ? Rất là chú ý đến cái vẻ bề ngoài của mình, không phải là để mà khoe mẽ hay là như nào đâu, mà là để thể hiện một cái sự chuyên nghiệp, một cái gì đó nó mang cái tính chất là nó rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ đó. Và bà Hằng thì trong cái tình trạng lá số của bà Hằng á, thì bà lại sinh vào tháng Kỷ Sửu và năm Tuất, là ba cái chữ Sửu Tuất Kỷ này này đều màu vàng và nó là hành thổ. Thổ thì nó sẽ sinh kim, tuy nhiên quá nhiều thổ thì nó sẽ vùi lấp kim, hay nói cách khác là Tân Kim của bà Hằng đang vùi trong đất. Chính vì lẽ đó mà bà Hằng phải chờ Giáp Mộc là một cái ngũ hành có khả năng khắc thổ đến để mà lôi mình ra khỏi đất, và sau đó là nhờ một người nữa tên à một nhật nguyên nữa à một cái ngũ hành nữa gọi là nhâm thủy sẽ tẩy rửa bà. Thì hiện tại trong lá số của bà là mình không có biết giờ sinh nha các bạn nha, mình không có biết giờ sinh, nhưng mà giả sử giờ sinh có Giáp Mộc thì lá số này sẽ rất là tốt, bởi vì Giáp Mộc sẽ khắc thổ. Và ngay tại ngày sinh của bà Hằng thì là đã là bà Hằng là ngày sinh của bà Hằng là Hợi, là trong đó có nhâm thủy rồi, và vì thế cho nên là chỉ cần Giáp Mộc đến lôi Tân Kim ra và lấy Hợi thủy này tẩy rửa một cái là bà Hằng sẽ trở thành một cái viên ngọc quý ngay. Và mình cho rằng là trong cái quá trình trong cuộc đời của bà Hằng thì mình nghĩ rằng bà, mình thấy rằng là bà rất là chuyên chuyên trong cái vấn đề đường tình duyên. Và ở đây thì mình đã thấy sao địa võng kiếp sát cô thần cô loan là những sao xấu ấy chiếu ở cung trầm của bà, cho nên là mình nghĩ rằng là cái chuyện mà chuyên chuyên trong cái vấn đề gia đình nó rất là đúng thôi, không có vấn đề gì cả đó. Thế và trong cuộc đời của bà Hằng thì mình nghĩ rằng bà Hằng đã gặp được những cái giáp mộc, những cái nhâm thủy rất là tốt cho trong cuộc đời của mình rồi. Và năm bà 46 tuổi cho đến 50 tuổi, tức là khoảng 7 năm về trước cho đến cách đây 2 năm ấy, thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian bà gặp giáp mộc, là bà gặp cái ngũ hành mà tốt, gặp một cái thiên thời, người ta gọi là thiên thời đấy. Và cái thiên thời này diễn ra trong vòng 5 năm, từ năm 46 đến năm 50, 50 tuổi ạ, của bà, và làm cho bà trở nên là phát triển rực rỡ nhất ở trong cuộc đời của mình. Hiện nay thì trong 2 năm gần đây thì bà vào vận thân kim, thân là kim, kim thì nó sẽ sinh thủy và nó cũng sẽ làm cho thổ bớt đi, cho nên là kim cũng không phải là một cái ngũ hành mà nó quá là xấu với lại bà Hằng. Tuy nhiên là nó cũng không phải là ngũ hành giáp mộc hay là ngũ hành hợi thủy gì cả. Và mình đang nhìn thấy rằng là năm 2022 ấy, là năm nhâm dần, thì trong cái năm nhâm dần này ấy, các bạn để ý một chút này, trong cái năm nhâm dần này thì bà Hằng sẽ gặp cả chữ nhâm tức là thủy ấy, gặp cả chữ dần là giáp mộc ấy, là hai cái dụng thần đều đều là gặp luôn vào năm 2022, cho nên là mọi việc của bà Hằng làm trong năm 22 mình nghĩ rằng rất là hanh thông luôn và rất là tốt luôn. Không biết là bà Hằng muốn làm gì trong năm 2022 nữa. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng chắc chắn là những cái mũi nhọn ấy mà tấn công bà Hằng vào năm 2022 thì mình nghĩ rằng sẽ hơi khó có thể là lật đổ được bà Hằng đấy. Và bây giờ mình sẽ xem một cái người mà đầu tiên mà dính dáng đến bà Hằng vào năm 2021, đó là nghệ sĩ Hoài Linh, xem là lá số nghệ sĩ Hoài Linh như nào nhá.
Rồi nghệ sĩ Hoài Linh thì là Nhật Nguyên lại là Đinh Hỏa. Tuy nhiên tháng sinh của nghệ sĩ Hoài Linh lại là Bính Hỏa, vì thế cho nên Đinh Hỏa này bị biến thành Bính Hỏa. Tóm đi tóm lại là Nhật Nguyên của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ là Bính Hỏa các bạn nhé. Ở Bính Hỏa thì là mặt trời đó. Các bạn biết không, Bính Hỏa là mặt trời. Bình thường thì thật ra Bính Hỏa là một người cũng khá là quảng đại, cũng khá là tốt. Đó. Thế thì tất nhiên là cái Nhật Nguyên á, nó cũng không thể nào mà nó thể hiện hết được các cái ngõ ngách của một con người hay là những cái gì mà người ta gặp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên là nghệ sĩ Hoài Linh thì mình cho rằng là ông ấy là Bính Hỏa thì là một người rất là khẳng khái. Bạn cũng biết là mặt trời thì thường xuyên là cho ánh nắng của mình miễn phí đúng không? Cho nên là cũng không có nghĩ ngợi gì tính toán gì cả. Ông ấy cũng đi giúp đỡ những người khác rất là tốt luôn. Còn cái vụ mà sao kê hay là cái vụ mà ỉm đi tiền từ thiện thì nói chung là mình cũng không có biết là đó có thật sự là đúng sự thật hay không thì mình cũng không rõ lắm. Tuy nhiên là nếu mà Bính Hỏa thì sẽ khá là tính cách thì khá là khẳng khái đấy, khá là tốt tính luôn đó. Và ông này thì sinh vào tháng Tý là tháng Thủy, cho nên là tháng Tý thì bạn biết đấy, tháng Tý thì hỏa, và sinh vào tháng Thủy thì sẽ hỏa sẽ không phải là đất của mình. Hỏa sinh vào tháng Thủy, thủy khắc hỏa thì đương nhiên là hỏa sẽ yếu rồi. Chính vì lẽ đó mà lá số của ông này sẽ lấy giáp mộc để làm dục thần, bởi vì giáp mộc là chính là củi đấy, củi thì sẽ sinh hỏa đúng không, lửa mộc thì sẽ sinh hỏa. Nhưng mà có hai loại mộc nhé các bạn nhé, ất mộc và giáp mộc thì sẽ giúp cho cái lửa nó đượm hơn bởi vì củi to hơn đúng không? Đó, ất mộc thì chỉ là rơm rạ thôi. Chính vì lẽ đó mà ông này sẽ cần giáp mộc. Nhưng mà giờ sinh của ông này thì mình cũng không biết. Tại vì sao? Bởi vì là trên mạng thì cũng chỉ có ngày tháng năm sinh thôi chứ không có giờ sinh. Nếu như giờ sinh có giáp mộc thì lá số rất là tốt. Đó. Còn nếu mà giờ sinh mà không có giáp mộc thì lá số kém tốt đi một chút. Và ở đây thì năm sinh của Hoài Linh là năm sinh là Kỷ Dậu, và cái chữ Kỷ này chính là thổ ấy. Thổ này là sẽ dẫn tới thị phi đây này. Thổ này sẽ che mất ánh sáng của Bính Hỏa, cho nên là nó sẽ dẫn tới là có khá là nhiều thị phi. Còn thật hay hư thì cái đấy mình không có bàn, nhưng mà nói chung là nhiều thị phi lắm. Tuy nhiên năm Kỷ Dậu thì cũng nói là ông này có tiền đó. Và chính vì lẽ là Bính Hỏa ở đây ấy, thì dùng mộc để mà làm dục thần, cho nên là vận mộc thì sẽ tốt. Tuy nhiên là ông này không có vận không, ông này rất là ít vận mộc. Vận mộc thì nó là đầu khi mà ông còn nhỏ thì mình không có nói được. Thế tuy nhiên ông này có thể sử dụng một cái vận nữa, đó là vận nhâm thủy. Nhâm thủy thì Bính Hỏa soi sáng xuống nhâm thủy thì sẽ nhân đôi ánh sáng kiểu như thế. Và cái nhâm thủy này là từ năm 33 đến năm 37. Thì đây cũng có thể coi là một cái chặng mà rực rỡ trong cái sự nghiệp của Hoài Linh. Mình nói thật là mình cũng không có nghiên cứu về lịch tiểu sử của Hoài Linh lắm. Mình cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều, đó là mình không có hay quan tâm đến các cái nhân vật nổi tiếng hay là showbiz gì cả. Chỉ có điều là bây giờ mình đang muốn làm YouTuber, cho nên là mình phải quan tâm đến tất cả những cái người này thôi. Thế tuy nhiên là ông này sẽ gặp rất là nhiều vận kim trong cuộc đời của ông ấy. Vận kim thì là vận có tiền đó. Tuy nhiên là ông này thì ông ấy là nhược các bạn ạ. Bính Hỏa thì sinh tháng Tý, là sinh tháng Thủy thì hỏa nó sẽ bị nhược, hỏa yếu ấy. Nếu như trong giờ sinh mà lại không có mộc nữa thì rõ ràng là rất yếu. Mà rất yếu thì chỉ có là có tiền bao nhiêu thì sẽ mất tiền bấy nhiêu. Càng nhiều tiền thì sẽ càng mất nhiều tiền. Thế tuy nhiên là mình không dự đoán được cái việc này, bởi vì là nếu mà giờ sinh của ông này có giáp mộc thì nó lại khác, thì có thể là vẫn có tiền. Nhưng mà với những cái vận như của lá số của ông Hoài Linh ấy, thì mình không đánh giá cao cái lá số này lắm. Bởi vì là từ đại vận 3 trở đi, tức là từ 23 tuổi trở đi ấy, trong vòng 25 năm thì ông này gặp vận kim thủy nhiều. Và nếu như trong trường hợp không có mộc thì ông này sẽ bị mất nhiều tiền hơn là kiếm được tiền. Tuy nhiên nếu có mộc thì lại khác nhé các bạn nhé. Nếu có mộc thì ông này lại kiếm được rất là nhiều tiền. Và nếu như trong trường hợp mà ông này cải vận được theo mộc, tức là có rất là nhiều người là vận mộc ấy, xung quanh của Hoài Linh, thì Hoài Linh sẽ rất là nhiều tiền. Tóm lại rất dễ dàng kiếm tiền. Còn giữ được tiền hay không thì đấy là do cái mệnh của ông ấy là nhược hay là không nhược. Cái chuyện này thì mình không thể đoán trước được. Và hiện tại bây giờ thì xem nào, ông đang ở đâu. 18 10 53, năm nay ông này 53 tuổi. 53 tuổi là vừa mới bước qua cái đại vận là xấu.
Rồi, ok, khoảng 5 năm gần đây thì Hoài Linh đã rơi vào một cái vận khá là xấu, đó là vận mùi, đó là thổ. Ở vận mùi thổ thì ông này là bính hỏa mà ông này gặp thổ một cái là thị phi ngay. Là bị che mất ánh sáng, là bị thị phi ngay, bị rất là nhiều các cái rắc rối về vấn đề thị phi ngay. Thế tuy nhiên là hiện tại bây giờ là ông 53 tuổi rồi và ông đã sang cái vận canh kim, lại là một vận tài. Lại là một vận tài, tức là lại có tiền các bạn nhé, lại có rất nhiều tiền luôn, mà từ năm ngoái đến nay rồi rất là nhiều tiền. Tuy nhiên là dựa vào cái mệnh số của Hoài Linh ấy thì còn phải thụ thuộc giờ sinh là ông ta có mộc hay không, tức là ông ta có cải vận được mộc hay không thì ông ta mới giữ được số tiền này. Còn nếu như ông ta không cải được theo mộc ấy thì ông ta sẽ mất đi số tiền này và mất rất nhiều tiền trong vòng khoảng độ tầm mấy năm tới. Nhưng mà nó lại có một cái rất là hay, đó là năm 2022, 23, 24, 25 thì ông Hoài Linh cũng rơi vào vận mộc. Vận mộc của năm sinh ấy, à của năm á, người ta gọi là tiểu vận á, năm từ năm 1 ấy. Nhưng mà nói chung là thế này thì cái cuộc chiến này cũng khá là ngang sức ngang tài đấy. Như vậy là ông Hoài Linh cũng đã có cái sức mạnh từ vận mộc từ năm 22 trở đi, cho nên là cái cuộc chiến giữa bà Hằng với ông Hoài Linh thì không biết là có hồi kết không các bạn ạ. Mình cũng không dự đoán được, bởi vì là hai cái đối thủ này đang ngang sức ngang tài nhau, mỗi người có một cái thuận lợi riêng trong cái lá số của mình, và mình nghĩ rằng là Hoài Linh sẽ không mất quá nhiều. Mình nghĩ là Hoài Linh sẽ không mất quá nhiều đâu. Đó. Đấy là cái luận giải lá số của mình về nghệ sĩ Hoài Linh và bà Phương Hằng. Và chúng ta sẽ chờ xem nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau.